Hôm nay á, nó có một cái hiện tượng nó gọi là solar eclipse, ok. Tôi ngồi tôi ăn á, ở ngay cái tầng thứ 8 của Cooney mà gọi là Cratchit Center. Tại có người cho tôi một cái pass để tôi có thể dùng ở cafeteria. Tôi lên tôi ngồi tôi ăn và tôi thấy có nhiều người á, họ đi ngang qua rồi họ nhìn lên gọi là trên bầu trời. Chỉ có điều tại vì cái trần của đó là cái glass ceiling cho họ nhìn lên họ thấy được ông họ thấy được mặt trời, mà tôi nhìn lên tôi thấy cũng không có gì bình thường hết. Chứ hơn nữa nhiều khi mình đang ăn mà nhiều khi mấy cái gọi là chẳng hạn như space, mặt trời, mặt trăng, mấy cái hiện tượng gọi là nhật thực này nọ, tôi thấy trong khi đó mình đang tìm đủ mọi cách để mình có thể lo cho những cái vấn đề mà gọi là căn bản nhất, vấn đề ăn uống thôi. Cho nên tôi không có để ý cho mãi cho đến khi mà gọi là khi tôi mà ăn gần xong rồi, rồi về sau á tôi mà ra khỏi cái tòa nhà gọi là Cooney mà Cratchit Center, tôi thấy rất là đông người đứng hai bên đường luôn đó. Họ coi cái hiện tượng mà gọi là solar eclipse qua cái lens giống như một cái mắt kính gọi là special, gọi là lens apparatus yeah, để họ nhìn. Khi mà tôi nhìn vô cái mắt kính của họ thì thấy nó giống như là mặt trăng mà buổi tối, nhưng mà thật sự nó không phải là mặt trăng buổi tối, nó dạng giống như mặt trăng buổi tối, nhưng mà nó là ông mặt trời mà tại bị block bởi mặt trăng, mà nó block mà còn lại cái phần nó chừa lại cũng giống như là hình của mặt trăng vậy. Cho nên mình nhìn mình cảm thấy nó là mặt trăng buổi tối, nhưng mà không phải, nó là mặt trời bị block bởi mặt trăng. Đó là hiện tượng của solar eclipse. Ok. Ở đây trước tòa nhà này là tòa nhà gọi là Cratchit Center, Cooney Cratchit Center, là nơi mà nãy ở trên lầu thứ 8 là cafeteria, mà tôi có cái pass, có người đưa cho tôi cái pass cafeteria để tôi đến tôi dùng lunch đây. Very good. Yeah. Cooney Cratchit Center là họ có nhiều trường lắm. Nghe nói là trong cái hệ thống mà trường đại học mà Cooney University Center mà ở New York là họ có 25 trường university. Ok. Còn cái chỗ này nó gọi là Cratchit Center, nó nằm trên đường số 5 Fifth Avenue với lại đường 34. Tự nhiên nói tới đường 34 thì mới nhớ nữa. Đường 34 nhắc cho tôi nhớ đến cái Penn Station. Cái Penn Station là cái trạm mà đầu tiên khi mà tôi qua New York tôi đến cái trạm đầu tiên tôi dùng cái McDonald's gọi là ở bên ngoài cái Penn Station nằm trên đường 34 luôn. Tôi ngồi tôi uống cà phê, tôi nhớ mà ở trên lầu tôi ngồi tôi uống cà phê ở trên lầu. Khi mà tôi nhìn xuống dưới đường New York tôi thấy những cái cảnh gọi là xe mà gọi là taxi của New York màu vàng, tôi thấy wow, thì trước giờ cái cảnh này chưa bao giờ tôi thấy hết. Xong tôi cầu nguyện, tôi nói mà nếu được cho tôi có cơ hội để tôi có thể ở bên New York. Bữa giờ là tôi ở đây cũng hơn một năm rồi, từ tháng Giêng 2023. Fun ha. Vui. Chỉ có điều ở bên đây nó hơi lạnh. Ok, không phải hơi lạnh, nó lạnh chứ không phải là hơi lạnh, rất là lạnh luôn. Đối với tôi là nhưng mà tự nhiên cảm thấy có cái thành phố ngược lại, mình cảm thấy những cái kiến trúc, những cái cơ hội của những cái thành phố mà phát triển mà giống như New York, họ offer cho mình, cho mình có thể phát triển được trong lĩnh vực gọi là professional, dẫn lĩnh vực gọi là personal growth and professional development. Cho nên đó là có nhiều cơ hội, cho nên đó là một trong những lý do, một trong vài lý do chính mà tôi thích. Thì tôi thích cái kiến trúc với lại những cái tòa nhà gọi là chọc trời này nọ. Ồ, bạn có biết cách đây là khoảng chừng 2 ngày thôi à, hồi thứ 6 tuần rồi thì phải đúng không? Thứ 6 tuần rồi, ở New York nó động đất gọi là cái cường độ nó là 4.7 hay là 4.8 gì. Có nhiều người, tôi thì tôi không có feel được. Tại vì nhiều khi gọi là mình quen rồi. Trong cuộc đời của mình là mình quen gọi là rung động rồi. Rồi những năm gần sau gọi là cái sự rung động đó cường mình giống như kiểu là cường mà vọng lên đầu của mình riết, vì sao mình quen
cho nên nhiều khi mà hơi chấn động tí xíu này nọ tôi cảm thấy tôi cũng không để ý. Chỉ có điều là nhiều khi mình cảm thấy nếu mà động đất mà nó lớn mà trong cái đó thành phố mà gọi là New York là cái mật độ mà tòa nhà mà cao ốc này nọ rất là cao luôn, mà mật độ cái mật độ mà cao ốc nó cao mà nhiều khi tòa nhà như vậy mình không biết làm sao, cũng có thể nguy hiểm. Yeah.